Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi năm 2023 của những người tuổi Kỷ Hợi 1959. Năm mới, gia đạo bình yên, cuộc sống ổn định. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Hợi nói chung khi bước sang năm 2023 Quý Mão, nhìn chung vận trình đón nhận nhiều điều may mắn do cục diện tam hợp của Hợi Mão Mùi mang lại, khiến cho mọi phương diện của những người tuổi Hợi nói chung đều có những bước tiến triển khá tốt đẹp. Với những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, khi bước sang năm 2023 Quý Mão là một năm không có nhiều sự biến động đối với những người tuổi Hợi này. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm, bạn bè xung quanh nên có công có việc gì quan trọng cũng được mọi người xung quanh giúp đỡ. Tình hình tài chính ổn định, tuổi Kỷ Hợi sống thoải mái nhờ số tiền tiết kiệm trong suốt những năm tháng trước đây. Một số người có thể xem xét đầu tư vào những lĩnh vực quen thuộc như mở rộng làm ăn, kinh doanh, nhưng cần phải phụ thuộc vào khả năng của mình. Gia đình nhìn chung hài hòa yên ổn, tuổi Kỷ Hợi được tận hưởng những ngày tháng yên bình bên người thân của mình. Khi gặp vấn đề khó khăn cần phải giải quyết, Kỷ Hợi có thể trao đổi thêm với nửa kia hoặc với con cái của mình. Và để biết tuổi Kỷ Hợi 1959 trong năm 2023 Quý Mão vận trình sẽ như thế nào thì ngày hôm nay kênh Tử Vi xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video dưới đây nhé. Sơ lược về tuổi Kỷ Hợi 1959. Tuổi Kỷ Hợi hay còn được gọi với cái tên khác là đạo viên chi chư, tức là con lợn ở trong tu viện. Năm sinh dương lịch từ ngày 8 tháng 2 năm 1959 đến ngày 27 tháng 1 năm 1960. Năm sinh âm lịch Kỷ Hợi. Thiên can Kỷ tương hợp thiên can Giáp, tương hình thiên can Quý, thiên can Ất. Địa chi Hợi tam hợp Hợi Mão Mùi, tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi, mệnh mộc Bình Địa Mộc, tương sinh Hỏa Thủy, tương khắc Thổ Kim. Con nhà Xích Đế cô quạnh, xưng con heo tướng tinh con hươu, ông quan đế độ mạng. Những người tuổi Kỷ Hợi nạp âm thuộc hành mộc, do thiên can Kỷ Thổ ghép với địa chi Hợi Thủy, ta có Thổ khắc nhập trò thủy, vậy nên thiên can sẽ khắc địa chi. Cho nên tuổi Kỷ Hợi thuộc lứa tuổi trong cuộc đời có nhiều trở ngại, nghịch cảnh ở thời tiền vận. Thế nhưng nhờ địa chi tương hợp với nạp âm và nghị lực cao cùng sức phấn đấu của bản thân, cho nên từ trung vận đến hậu vận, cuộc đời trở nên an nhàn, thanh thản hơn. Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo. Đây là mẫu người kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng. Với đặc điểm của địa chi Hợi thuộc chòm sao Song Ngư, tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin, kiên cường, có tài, có bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ rất cao. Những người tuổi Kỷ Hợi hợp với các tuổi ngày giờ tháng năm là Tân Mão, Đinh Mão, Ất Mão, Quý Mùi, Kỷ Mùi, Đinh Mùi, Ất Hợi, Quý Hợi. Tuổi Kỷ Hợi kỵ với các tuổi ngày giờ tháng năm đó là Tân Tỵ và Đinh Tỵ, các tuổi mạng kim, mạng thổ, mang thiên can Giáp, Ất. Kỷ Hợi thiên can mang chữ Kỷ có các bộ sao Vũ Khúc, Văn Khúc, Tham Lang, Thiên Lương và Tứ Hóa, cho thấy đây là người tài giỏi, hiền lương, trong cuộc sống có nhiều thành tựu với các công việc làm ăn lương thiện, vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em bà con, thân tự lập thân, nhờ vào sự tháo vát, chịu khó chịu khổ cũng đã có lúc khấm khá. Thế nhưng sự nghiệp không bền, nhiều fan phải chào đảo, nhất là thời trung vận. Kỷ Hợi nam mạng. Những người tuổi Kỷ Hợi nam mạng là những con người thật thà, ngay thẳng, tốt bụng. Họ rất dễ xúc động với những khó khăn, những bất hạnh của người khác. Bởi vậy mà những người này hay tham gia vào các hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của những người này lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất cứ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng,
chỉ biết hưởng thụ mà đơn giản, tuổi Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình trong sự ung dung và quả quyết. Trong con mắt của những người tuổi Hợi, họ không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng chín điều lành. Bởi vậy, dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Hợi cũng luôn giữ thái độ hòa hợp và nhường nhịn. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế, những người tuổi Kỷ Hợi nam mạng được rất nhiều người yêu quý và kính phục. Mỗi khi làm việc gì, họ đều đặt lợi ích của tập thể lên trên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ, vụ lợi cho bản thân. Những người này dễ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng. Kỷ Hợi nữ mạng. Những người phụ nữ tuổi Kỷ Hợi là mẫu người lý tưởng, đáng mong đợi của rất nhiều đấng mày râu. Họ vừa dịu dàng, đoan trang, lại vừa là phụ nữ mạnh mẽ của thời đại. Khi đã kết hôn, những cô nàng tuổi Hợi sẽ là những người hết lòng chăm lo cho cuộc sống của chồng, con và mái ấm của gia đình. Họ thậm chí sẵn sàng hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để người thân trong gia đình của mình được sung sướng, đầy đủ. Tuy nhiên, với tính cách rộng rãi, phóng khoáng, những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng lại không giỏi trong cách quản lý tài sản, chi tiêu tiền bạc. Họ có một cuộc sống an nhàn, lạc quan, luôn luôn tươi cười, vui vẻ với những người xung quanh. Sự thật thà, chân thành giúp những người này xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu, những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng cũng có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng, những người này không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, phô trương. Ngược lại, họ lúc nào cũng khiêm tốn và rụt rè. Đoán xem số mạng tuổi này, lửa đầu núi tỏa bay khắp trời. Mùa hạ sinh đặng hợp thời là số sung sướng có trời giúp cho. Ất Hợi mạng hỏa nhưng hiền, lòng dạ chẳng chớp nói rồi bỏ qua. Số nàng xung khắc anh em, chẳng nhờ chẳng cậy ai làm lấy ăn. Nhỏ thời chim lội linh đinh, sau nhờ bền chí lập nên gia đình. Tuổi muộn dâu có yên thân, sớm lập gia thất nhiều lần chẳng nên. Số tuổi 24 mới là, lập nên chồng vợ cuộc đời an vui. 40 sắp tới trở lên, làm ăn có của vững bền đặng lâu. Chi tiết về tử vi năm 2023 của những người tuổi Kỷ Hợi 1959. Thứ nhất, đánh giá tổng quan về năm 2023. Những người tuổi Hợi nói chung khi bước sang năm 2023 Quý Mão, nhìn chung vận trình đón nhận nhiều điều may mắn do cục diện tam hợp của Hợi Mão Mùi mang lại, khiến cho mọi phương diện của những người tuổi Hợi nói chung đều có những bước tiến triển khá tốt đẹp. Với những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, khi bước sang năm 2023 Quý Mão là một năm không có nhiều sự biến động đối với những người tuổi Hợi này. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm, bạn bè xung quanh, nên có công có việc gì quan trọng cũng được mọi người xung quanh giúp đỡ. Tình hình tài chính ổn định, tuổi Kỷ Hợi sống thoải mái nhờ số tiền tiết kiệm trong suốt những năm tháng trước đây. Một số người có thể xem xét đầu tư vào những lĩnh vực quen thuộc như mở rộng làm ăn, kinh doanh, nhưng cần phải phụ thuộc vào khả năng của mình. Gia đình nhìn chung hài hòa yên ổn, tuổi Kỷ Hợi được tận hưởng những ngày tháng yên bình bên người thân của mình. Khi gặp vấn đề khó khăn cần phải giải quyết, Kỷ Hợi có thể trao đổi thêm với nửa kia hoặc với con cái của mình. Xét về phương diện thiên can, người tuổi Kỷ Hợi có thiên can là Kỷ Thổ, gặp năm 2023 thiên can là Quý Thủy. Kỷ gặp Quý là mối quan hệ tương phá, nên tuổi này trong năm chủ với tiền bạc bị hao tán nhiều, sức khỏe, gia đạo gặp nhiều điều bất lợi. Về phương diện địa chi, tuổi Kỷ Hợi địa chi là Hợi, gặp năm 2023 địa chi là Mão. Hợi và Mão nằm trong tam hợp Hợi Mão Mùi nên chủ về những sự hòa hợp. Mọi việc trong năm hanh thông, tiền tài sự nghiệp bền vững, công việc làm ăn được như ý, có tin vui về thêm người, thêm của trong gia đình. Còn về ngũ hành, tuổi Kỷ Hợi có ngũ hành là Mộc, gặp năm 2023 Quý Mão, ngũ hành là Kim. Ta có Mộc với Kim tương khắc với nhau, chủ về những người tuổi Kỷ Hợi sẽ bị tương khắc. Do đó cuộc sống của những người này trong năm chú ý về phương diện sức khỏe, công việc khó khăn,
Tuy nhiên may mắn là vẫn có quý nhân nâng đỡ. Về ngũ hành cung phi, tuổi Kỷ Hợi Nam Mạng cung phi là Khôn Thổ, gặp năm 2023 cung phi là Tốn Mộc. Xét thấy hai cung phi này gặp nhau là rất xấu, nên những người tuổi Kỷ Hợi Nam Mạng sức khỏe kém, công việc khó khăn, dễ bị mất mát tiền của. Còn với những người tuổi Kỷ Hợi Nữ Mạng cung phi là Khảm Thủy, gặp năm 2023 cung phi là Tốn Mộc. Khảm gặp Tốn là được vào vị trí sinh khí, cho thấy nữ mạng tuổi Kỷ Hợi trong năm có nhiều điều may mắn, mưu cầu sự nghiệp, danh lợi đều tiến triển thuận lợi, trong nhà có tin vui về thêm người, thêm của. Thứ hai, xét về phương diện sự nghiệp của những người tuổi Kỷ Hợi. Năm 2023 với phương diện sự nghiệp thì những người tuổi Kỷ Hợi đa phần đã về hưu nên có thể an tâm tận hưởng cuộc sống bên gia đình, không còn phải lo nghĩ về vòng xoáy danh lợi. Việc làm ăn kinh doanh có thể mở rộng ở mức vừa phải, sẽ có người đứng ra giúp đỡ. Tuy nhiên, để được cuộc sống yên bình thì bản mệnh hạn chế tính nóng nảy, không nên mâu thuẫn với mọi người xung quanh, luôn tâm niệm dĩ hòa vi quý để giữ gìn các mối quan hệ. Với phương diện tài lộc, năm 2023, những người tuổi Kỷ Hợi tiền bạc kiếm được, thế nhưng cũng có những sự hao tổn không ít, thậm chí còn có nguy cơ bị lừa dẫn tới trắng tay. Do đó Kỷ Hợi cần phải cẩn trọng trong việc đầu tư, mua sắm, chớ nên tin theo người mà mình không thực sự hiểu rõ. Cần biết hài lòng với những gì mà mình đang có, bản mệnh có thể tận hưởng một cuộc sống khá đầy đủ, không cần phải lo lắng về vấn đề chi tiêu. Về phương diện tình cảm, gia đạo của những người tuổi Kỷ Hợi, năm 2023, tuổi Kỷ Hợi gia đạo êm ấm, các thành viên trong gia đình luôn đoàn kết, hòa thuận. Đây là niềm hạnh phúc tinh thần vô cùng lớn lao dành cho những người tuổi này. Đôi khi khoảng cách giữa các thế hệ cũng có thể tạo ra những mâu thuẫn về quan điểm. Những lúc như vậy bản mệnh nên suy nghĩ thoáng mọi chuyện, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của con cái thay vì cứ luôn áp đặt, dập khuôn. Về phương diện sức khỏe của những người tuổi Kỷ Hợi, năm 2023, sức khỏe của những người tuổi Kỷ Hợi có phần sa sút. Do đã có tuổi nên bản mệnh khó đạt trạng thái sung sức giống như thời còn trẻ. Vì vậy cần phải chú ý chăm sóc, điều dưỡng cơ thể sao cho phù hợp. Đặc biệt cần phải đề phòng các bệnh liên quan về gan thận, đi đứng cẩn thận kẻo bị té ngã, gây tổn thương hoặc là có thể nguy hiểm tới sức khỏe. Về sao chiếu mệnh năm 2023 của những người tuổi Kỷ Hợi. Năm 2023, tuổi Kỷ Hợi Nam Mạng gặp sao Thổ Tú, nữ mạng gặp sao Vân Hán. Về sao Thổ Tú chiếu mạng tuổi Kỷ Hợi Nam Mạng. Sao Thổ Tú dù không phải là một hung tinh mạnh nhất, thế nhưng cũng là sao chiếu mệnh, chủ về những điều xấu liên quan tới quan trường, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại có phần kém may mắn. Hạn của sao Thổ Tú còn gọi là ách tinh, có tài họa không ăn yên, hay ngủ mê, đề phòng tiểu nhân hãm hại, không nên đi làm ăn xa. Nhìn chung sao Thổ Tú chiếu mệnh mang nhiều điều xấu, nên gia chủ cần phải để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Nếu như là người chăn nuôi thì không nên tính chuyện mở rộng quy mô, hãy cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại qua năm tới rồi tính tiếp. Với những người mệnh thổ gặp sao này thì không đáng lo ngại. Tuy nhiên trong lòng hay mang nỗi buồn man mát, tâm lý không vững vàng hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì quá lớn. Nếu bản mệnh là người cao tuổi, dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi, da trạch bất an hay chiêm bào mộng mị, cho nên không nên nuôi con vật gì cả. Và trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau. Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng thiếp chẳng bi ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hào mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, khi ân bố đức việc gì cũng qua. Về sao Vân Hán chiếu mạng tuổi Kỷ Hợi nữ mạng. Sao Vân Hán là một hung tinh, là một sao xấu chủ về bệnh tật. Nữ mệnh gặp họa huyết quang,
Nam mạng bất lợi đường quan trường. Vận hán chứa mạng thì gia đình bất an, điền sản bất vượng, mỗi người cần phải tự thận trọng. Nhìn chung vận hán là một hung tinh, thế nhưng cũng tương đối lành, không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc cũng như sức khỏe của mệnh chủ. Có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhường nhịn lần tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra. Về cơ bản thì vận hướng tinh cũng tương đối lành, cho nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn tới công việc cũng như sức khỏe. Và trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao vận hướng như sau. Vận hướng tỏa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít, hao tiền bất an. Văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng, bị quan của hành. Hỏa đức chiếu mệnh chẳng lành, kiềm tính nóng nảy, tụng tranh chẳng hiền. Tháng 4, tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên. Gặp ai gây gổ làm ngơ, nhưng nhục qua khỏi thì mình không sao. Vận hạn năm 2023 của những người tuổi Kỷ Hợi. Năm 2023, tuổi Kỷ Hợi, nam nữ mạng đều gặp hạn ngũ mộ. Trong cửu diệu niên hạn thì ngũ mộ là một hạn xấu, chủ về tài chính, hao tài tốn của, thậm chí nó còn kéo theo những hệ lụy nguy hiểm từ sức khỏe cho đến tinh thần. Năm nào gặp hạn này, quý bạn cần nên cất giữ tiền của thật cẩn thận. Ngũ mộ là một tiểu hạn chủ về tiền của, cụ thể như sau. Thứ nhất, tiền của bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng thì dễ nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng. Tài chính thì càng ngày càng giảm bớt, tiền bạc bị vơi đi. Nặng nhất có thể làm ăn thua lỗ trắng tay, không còn một đồng xu dính túi. Thứ hai, trường hợp mua hàng hóa không có hóa đơn, không có chứng từ rõ ràng, rất dễ vướng phải vòng lao lý, chẳng may bị chính quyền bắt giữ bởi một số nguồn hàng kinh doanh không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thứ ba, đôi lúc bản mệnh có lòng tốt giúp đỡ người khác, chẳng hạn như cho người khác vay mượn tiền, thế nhưng lại không đòi được. Việc cho người khác ngủ nhờ có thể dẫn tới hao tiền tốn của khi gặp phải kẻ xấu có lòng tham đánh cắp tiền của. Điều này dẫn tới thiệt hại tài chính tiền bạc của bản thân gia chủ. Vận niên năm 2023 của những người tuổi Kỷ Hợi. Năm 2023, tuổi Kỷ Hợi gặp vận niên kê giáp viên. Kê giáp viên là hình tượng gà được thả vào trong vườn. Điều này báo hiệu một năm thành công và no đủ với bản mệnh. Trong năm gặp vận niên này, bản mệnh có tài lộc hoạch phát, được người khác biếu tặng tiền bạc tài sản. Công việc làm ăn tấn tới, kinh doanh buôn bán đắt hàng, xin việc mới, xuất hành đi xa đều có lợi. Trong năm sức khỏe của bản mệnh tương đối tốt, tuy nhiên cần phải tránh di chuyển đường sông nước cầu phà. Trong năm gặp vận niên kê giáp viên, bản mệnh cần phải lưu ý hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc, bởi vì cho vay rất khó đòi lại được. Năm nay bản mệnh nên làm phúc giúp đỡ người khác nhiều hơn. Tuổi Kỷ Hợi năm 2023 có phạm phải thái tuế hay không? Năm 2023 có 5 con giáp phạm phải thái tuế. Cụ thể như sau: thứ nhất, tuổi Mão phạm trị thái tuế, tuổi Thìn phạm hại thái tuế, tuổi Dậu phạm xung thái tuế, tuổi Ngọ phạm phá thái tuế, tuổi Tý phạm hình thái tuế. Như vậy năm 2023, Kỷ Hợi sẽ không nằm trong danh sách những con giáp phạm phải thái tuế. Tuổi Kỷ Hợi năm 2023 có phạm phải tam tai hay không? Tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, còn tai là tài ương. Trong một đời người thì cứ sau 12 năm chúng ta gặp hạn tam tai một lần, tức là 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Với những người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Mùi gặp hạn tam tai vào các năm năm Tỵ, năm Ngọ và năm Mùi. Như vậy năm 2023, Kỷ Hợi sẽ không phạm phải tam tai. Tuổi Kỷ Hợi năm 2023 có phạm phải tuổi Kim Lâu hay không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có 4 dạng, đó là Kim Lâu Thân, Kim Lâu Thê, Kim Lâu Tử và Kim Lâu Lục Xúc. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thị Kim Lâu, tức là lấy tuổi âm lịch chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số kể trên sẽ phạm phải Kim Lâu.
Cụ thể, nếu dư 1 phạm kim lô thân, dư 3 phạm kim lô thê, dư 6 phạm kim lô tử, dư 8 phạm kim lô lục xúc. Và như vậy năm 2023, tuổi Kỷ Hợi là 60 năm tuổi âm lịch sẽ không phạm phải tuổi kim lô. Tuổi Kỷ Hợi năm 2023 có phạm phải hoang ốc hay không? Hoang là bỏ hoang trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần phải tránh, cần phải kiêng kỵ khi xây dựng sửa chữa nhà cửa. Nếu làm nhà vào đúng cung xấu sẽ khiến cho công việc gặp phải trắc trở, khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát đạt. Hạn của tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu như sau. Thứ nhất là nhất cát, thứ hai là nhị nghi, thứ ba là tam địa sát, thứ tư là tứ tuấn tài, thứ năm là ngũ thọ tử, thứ sáu lục hoàng ốc. Và như vậy năm 2023, tuổi Kỷ Hợi là 60 năm tuổi âm lịch sẽ phạm phải hạn hoàng ốc là ngũ thọ tử. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959 trong năm 2023 Quý Mão, năm mới gia đạo bình yên, cuộc sống ổn định. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!